Ở đây mình có TK05R, cái đèn tác chiến mới của Phoenix, gây ấn tượng mạnh với một cái thiết kế phải nói rất là gọn gàng và dễ thương. Cái này thì có thể nói là một phiên bản thu nhỏ của Phoenix TK11R với thiết kế có thể gần như tương tự nhau và cũng có đầy đủ các chức năng như kiểu của TK11R, như kiểu là công tắc đuôi kép phản ứng nhanh và cổng sạc Type-C được tích hợp với trên thân. Cây TK05R này là mẫu đèn pin cầm tay đầu tiên của Phoenix sử dụng pin sạc cỡ là 18350, một cái loại pin mà nó đã khá là phổ biến trên thị trường trong vài năm trở lại đây rồi, nhưng mà Phoenix thì hiện tại mới update. Đây là nếu không tính cái cây GL19R gắn súng ra nhé, thì đây là cây đèn đầu tiên cầm tay mà dùng pin 18350 của Phoenix. Một cái điều nữa gây ấn tượng mạnh ở TK05R chính là cái khả năng chiếu sáng phải nói rất là bá đạo nếu mà so tương quan về kích thước nhỏ gọn của nó. Cái này thì sáng tối đa là 1000 lumen và tầm chiếu nó đạt 450m, hơn cả TK11R với chỉ 430m mà độ sáng lại cao hơn. Để đạt được điều này thì Phoenix đã sử dụng một cái chip LED của Osram với cái mã mà mình để ở trên màn hình, kết hợp với một cái hệ thống pháo phản xạ dạng trơn và khá là sâu. Thực sự thì mình khá là bất ngờ về khả năng chiếu sáng ok này. Một cái đèn nhỏ gọn thôi mà chiếu xa tương đương, thậm chí là hơn cả nhiều mẫu đèn pin có kích thước to hơn nó khá là nhiều lần. TK05R được trang bị cụm công tắc kép rất là trừ danh của Phoenix được đặt ở đuôi. Cái cụm công tắc này thì đã xuất hiện trên TK16RV2, là TK20RV2 cũng như là nhiều mẫu đèn khác, với cái công tắc chính giúp cho nó có thể phản ứng nhanh trong mọi tình huống và bấm rất là sướng. Cái công tắc này phụ trách là bật và tắt đèn hoặc là bật đèn tạm thời và tắt như thế này, chúng ta có thể nhấp nháy để tạo thành những ký hiệu riêng. Thì đây là một cái điểm bắt buộc của đèn pin tác chiến nói chung. Khi mà đèn đang bật, chúng ta sẽ dùng cái công tắc phụ được đặt ở ngay cạnh như thế này để chuyển qua lại giữa ba mức sáng của nó. Đây là 30 lumen này, 350 lumen và 1000 lumen. Cũng có thể dùng để kích hoạt chế độ nhảy chốt luôn, chốt rất là gắt. Và khi đèn đang tắt, chúng ta nhấn giữ cái công tắc phụ này, nó sẽ nhảy chốt ngay lập tức. Cái này là một cái tính năng chuyên để tự vệ cá nhân khi mà có thể gây choáng được những cái mối nguy hiểm, giúp ra thời gian để mà thoát thân bỏ chạy và thả ra đèn tắt ngay. Tiếp theo là cổng sạc ở trên thân, giống như TK11R, đây là cổng sạc Type-C, được đậy ở một cái nắp cao su để đảm bảo chống nước và bụi là IP68. Mặc dù là cái cổng thiết kế cổng sạc kiểu này thì nó cũng bình thường thôi, mà nó không gọi là quá thẩm mỹ cho lắm. Nhưng một cái hay đó là cổng sạc của Phoenix TK05R được làm chống nước tới 2 lớp, tức là chúng ta có quên đóng nắp đậy thì nó vẫn có thể chống nước được. Đây là một cái sự chu đáo rất là tuyệt vời của Phoenix. Và một cái điểm nữa mình muốn cho các bạn xem về TK05R đó chính là cái thân của nó. Các bạn nhìn này, cực kỳ dày luôn. Thật sự rất là hiếm có một hãng đèn pin nào ở Trung Quốc mà làm cái thân đèn nó dày như thế này. Cũng như là đây là cây đèn pin đầu tiên của Phoenix mà mình thấy họ làm cái thân dày nó phải đến khoảng 2mm như thế này. Thì trong một cái đèn nhỏ khá là ấn tượng về cái sự gọi là chắc chắn và yên tâm khi mà sử dụng. Mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về TK05R sau, nhưng mà những cái ấn tượng ban đầu về cây này phải nói là quá tốt. Một cái đèn pin nhỏ gọn có thể đáp ứng được đủ những cái nhu cầu chiếu sáng từ tác chiến, tự vệ, tìm kiếm tầm xa cho tới những cái nhu cầu sử dụng cá nhân hàng ngày đều đáp ứng ok hết.